chào các bạn. Canada là nước xếp hàng đầu trên thế giới về chất lượng sống, mức sống cao nhưng giá cả sinh hoạt thấp. Chính điều này đã thu hút không ít du học sinh đến học tại Canada. Đến với chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng gặp gỡ đại diện đến từ trường Birmingham International College of Canada, chị Cindy Phạm, để tìm hiểu chi tiết hơn thông tin về trường, cũng như lý do du học sinh lại tại sao lại chọn Canada làm điểm đến du học các bạn nhé. Xin chào chị Cindy Phạm. Đầu tiên thì chị có thể giới thiệu đôi nét về trường của chị được không ạ? Trường Birmingham International College of Canada là một trường trung học tư thục nằm ở trung tâm thành phố Toronto. Trường nằm trong hệ thống giáo dục của Bộ Giáo dục Ontario và được Bộ Giáo dục Ontario cấp phép. GCC là một ngôi trường đa văn hóa, đa sắc tộc và với học sinh đến từ rất là nhiều nước trên thế giới. Tất cả các thầy cô giáo của GCC đều có chuyên môn cao và rất là thân thiện với học sinh, và các thầy cô thì vô cùng tận tụy, vô cùng tâm huyết với học sinh. GCC có quy mô lớp học rất là nhỏ, chúng tôi chỉ có từ 15 đến 20 học sinh một lớp, với sự quan tâm sát sao của tất cả các giáo viên. Vì thế học sinh luôn được động viên, khuyến khích và phát huy những năng lực cá nhân, sở trường của mình để phát triển cá nhân theo đúng sở trường của mình. Thì trường có những đặc điểm nổi bật nào so với các trường khác không ạ? Thì chị có thể chia sẻ thêm cho các bạn được biết không? Trường chúng tôi có một cái đặc biệt khác với tất cả các trường khác là có một đội ngũ giáo viên tư vấn đến từ rất nhiều quốc gia trên thế giới và hỗ trợ các bạn học sinh của các quốc gia đó với ngôn ngữ mẹ đẻ. Chẳng hạn như tôi là tôi là người Việt, tôi đến từ đất nước Việt Nam, tôi nói tiếng Việt và tôi sẽ hỗ trợ chăm sóc và giúp đỡ các em học sinh về tại trường. Đấy là một đặc điểm lớn nhất của trường Birmingham International College of Canada. Thì chị có thể nói thêm về chương trình đào tạo của trường. Chương trình đào tạo của trường bao gồm những chương trình chính sau đây. Thứ nhất là trường chúng tôi là trường phổ thông trung học, những học sinh từ lớp 9 đến lớp 12. Chương trình thứ hai là chúng tôi liên kết với trường cao đẳng Northern College, là một trường public school, public college, có địa điểm của họ tại thành phố Timmins, và GCC được chọn là campus đầu tiên của trường cao đẳng đó tại Toronto. Chúng tôi hợp tác với trường để dạy chương trình General Business. Chương trình tiếp theo của chúng tôi mà các bạn có thể tham khảo đó là chương trình luyện thi IELTS và tiếng Anh ESL, và chương trình cuối cùng hàng năm chúng tôi đều triển khai tại Việt Nam đó là chương trình Summer Camp. Chị chia sẻ thêm về học bổng và hỗ trợ của trường dành cho các bạn sinh viên quốc tế, đặc biệt là đối với những bạn sinh viên Việt Nam. Thực ra các bạn biết là Canada là một đất nước hầu như là không có học bổng của các trường đại học, trường cao đẳng và trường trung học dành cho các bạn học sinh Việt Nam. Nếu như Mỹ hàng năm là các trường đại học và cao đẳng ở Mỹ cấp rất nhiều học bổng cho học sinh Việt Nam, nhưng Canada thì hầu như các bạn không tìm thấy học bổng. Nhưng riêng đối với BICC thì chúng tôi có cái học bổng cấp cho học sinh Việt Nam, và đấy là một sự ưu ái đặc biệt dành cho học sinh Việt Nam. Thì chúng tôi cấp học bổng là học bổng đầu vào và trị giá học bổng lên đến 20% học phí. Thì trường có hỗ trợ về chỗ ở hay là những cái hoạt động ngoại khóa dành cho các bạn sinh viên không ạ? Về chỗ ở thì trường chúng tôi có cái hệ thống homestay đã làm việc lâu năm với nhà trường, và chúng tôi đảm bảo là cung cấp cho quý vị phụ huynh và các em học sinh một cái homestay mà theo mong muốn của các vị phụ huynh và các em học sinh. Đảm bảo chúng tôi sẽ kết nối với homestay để dành cho các bạn những cái dịch vụ tốt nhất. Về các hoạt động ngoại khóa thì chúng tôi thường xuyên tổ chức những cái hoạt động đi ngoại khóa giúp các bạn học sinh có thể cân bằng giữa học tập và cuộc sống. Rồi chúng tôi vào những cái ngày lễ, chẳng hạn như lễ Halloween hay là Christmas, thì chúng tôi luôn luôn tổ chức những hoạt động cho các bạn để giúp các bạn có thể phát triển được những cái năng khiếu của mình, hoặc là giúp các bạn gắn bó với nhà trường hơn, gắn bó với nhau hơn, và tất cả các nước để có thể giới thiệu những cái văn hóa của mình cho các bạn ở trong trường. Thì cảm ơn những thông tin chia sẻ của bất vừa rồi cô chị. Vâng, xin cảm ơn công ty du học Tân Đại Dương, vâng, là một công ty du học rất là uy tín ở thành phố Hồ Chí Minh, và BICC mong sự cộng tác với công ty lâu dài. Xin cảm ơn chị. Nếu các bạn còn điều gì thắc mắc về thông tin du học Canada cũng như là về trường Birmingham International College of Canada thì hãy gọi điện đến công ty của chúng tôi theo số điện thoại 0838 48 4879 để được các chuyên viên tư vấn hỗ trợ. Xin chào các bạn. Xin cảm ơn các bạn.